Quân khỏe hơn dành cho Trần He. Baby Zip này thì quân bên kia chắc quân nó khỏe hơn. Chẳng có phù này, có mã nữa. Dễ đánh dành cho đối bạn. Khá là dễ đánh dành cho Trần He đấy. Ăn cho con bài vở nữa, cứ bình tĩnh, không có gì cả. Bài con vở nữa, chào đúng nam nhá. À gì lơ mơ tơ. Đặt 3 cái cung R. Đây là lý thuyết thôi. Còn bây giờ bà hại nào phải đi đập lô. Đập lô tuần trưởng dành cho Queen. Đúng 17 heal ạ. Chỗ này thì đỏ lắm, có 3 quả thôi. Phải không có quả đập lô rồi hỏng rồi. Map đi thôi. Đúng 17 hiệu to. 3 qua 7. Thêm 17 hiệu 4 ở đây nữa. Đây là hai con voi quý sư đưa về. Hạt đang là cực kỳ sâu. Bên kia hai hoàn toàn có thể đánh thẳng cung. Coi 20, hơn 20% rồi. Trần He thì phải. Rồi, thứ ba này.
Dịch dã nam ăn được không ạ? Chắc chắn là không rồi anh. Dịch này thì nam ăn được thì chịu. Sống khổ lắm anh ơi. Toàn tôm qua ngày thôi, sung sướng gì đâu. Khổ lắm. Một lờ hai e đi đâu với Trần hai bên kia và anh hôn mã liều nhiều rồi. Liều ăn nhiều rồi. Mà không lê không ăn nhiều rồi thì thôi. Bên trong chặt cả xi nhê rồi một cô này không thua. Này thì không thể so với máy zip được, càng không thể so với cung R được. Thank you.
Toạc xịt, vâng, vậy là thua 4 trận thông rồi. Bật thôi. Hè là có màn comeback cực kỳ mạnh mẽ. Hè bây giờ đang vuốt mặt rồi.